Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của chị Thúy Ngọc ở Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai ha. Số điện thoại liên lạc thì có trên tiêu đề cũng như miêu tả. Quý cô chú anh chị yêu thích cây nào thì liên hệ trực tiếp với chị Thúy Ngọc ha quý cô chú anh chị. Đây, số điện thoại ha. Mến chào toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc có một số cây gửi đến giao lưu đến cô chú anh chị. Em ở địa chỉ ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, cây số 1 của em là Linh Sam Song Hinh nha. Cây này bông màu tím rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế đều bốn mặt ạ. Chiều cao là 48 ạ. Và tổng tàng em đo như gì được 53. Đế gắt đều nha cô chú anh chị. Mình về mình mua cái chậu đẹp mình thay vô dùm, cây có giá trị và cây rất là đẹp ạ. Em đo tại vị trí này là được hơn 14 ạ. Đường kính bầu là 34. Mã số 1 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu mốt, cút chậu bao sống bao ship toàn quốc ạ. Số 2 cũng là Linh Sam luôn nha. Chiều cao là 41. Tổng tàng em đo như vậy được 44. Cây này cũng đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Cây đã thần chậu ạ. Em đo tại vị trí này là hơn 15. Đường kính bầu là 38. Mã số 2 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu, rút chậu bao sống bao ship ạ. Số 3 cũng là Linh Sam luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Tổng tàng em đo như vậy là được 49. Và em đo tại vị trí này là hơn 20. Đường kính bầu là 37. Mã số 3 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 900 gốc chậu ạ. Chậu này chậu xi măng nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mua cái chậu đẹp thay vô cây rất là có giá trị. Mã số 4 cũng là Linh Sam luôn ạ. Chiều cao là 43. Tổng tàng em đo như vậy được 62. Cây này cốt cành rất là to rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 18. Em đo tổng ở dưới đây là được 28. Đường kính bầu là 38. Mã số 4 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 gốc chậu ạ. Chậu này chậu nhựa nó bị bể phần bên đây ạ. Ủng hộ em nha cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ạ. À. Số điện thoại kết bạn Zalo của em là 0938 323 449 ạ. À. Mã số 5 là Euro nha cô chú anh chị, có bông màu trắng ạ. À. Chiều cao là 14, đang ra bông nha cô chú anh chị. Tổng tàng đổ nó xuống đây là được 27. Bông trắng rất là dễ thương nha. Và em đo tại vị trí này là có cộng dây kẽm em trừ ra là được 10 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 20.
Mã số 5 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 900 ship chậu nha cô chú anh chị ơi. Mã số 6 cũng là logo dán đổ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua một cặp em bớt sát giá nha. Này dán đổ. Để em đo chiều 3, chiều đổ của nó là được 33 nha cô chú anh chị. Tổng tán ngang là được 18. Và em đo như gì? Là được 8 nha cô chú anh chị. Em đã trừ cái cộng dây kẽm ạ. Đường kính bầu là 20, mã số 6 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu ship chậu ạ. Này mai chiến thủy nu. Mã số 7 là mai chiến thủy nu Gò Công ạ. Đế đều 4 mặt nha cô chú anh chị. Chiều cao là 20. Và tổng tàng em đo như gì được 34. Ở đây nó có một mặt cắt nha cô chú anh chị, đã xử lý và chắc keo rồi nha. Và em đo tại vị trí này là được 17 ạ. À. Đường kính bầu là 31, cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị. Mã số 7 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 900 không chậu ạ. À. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Bông màu trắng rất là thơm. Mã số 8. Mai chiến thủy Trung Nu ạ. À. Chiều cao là 25. Tổng tàng là 43. Cây này nó có mặt cắt nha cô chú anh chị, em đã đang xử lý chắc keo rồi nè. Đây mò đây một cái bên đây, cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị ơi. Và em đo tại vị trí này là được 20 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 36, mã số 8 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,1 triệu không chậu ạ. À. Bao ship nha cô chú anh chị. Bao ship bao sống ạ. À. Ủng hộ em nha cô chú anh chị ơi. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938 323 449 ạ. À. Mã số 9. Chiều cao là 14 ạ. À. Tổng tàng em đo như gì được 34. Tại vị trí này là được 20 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 30. Mã số 9 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 không chậu ạ. À. Mã số 10. Mai chiến thủy nu Gò Công luôn ạ. À. Chiều cao là 20. Tổng tàng em đo như gì là được 35. Ở đây nó có, ở trên đây nó có phần mặt cắt nha cô chú anh chị. Đã xử lý rồi ạ. Cây đá thần chậu hết này nha. Em đo tại vị trí này là được hơn, được 16 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 32, mã số 10 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 900. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số 11. Chiều cao là 18. Tổng tàng em đo như vậy được 31.
Mai chiến thủy nuôi gò công có bông, nó có bông màu trắng nha cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này là được 20 ạ. À, đường kính bầu là 34, mã số 11 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu gốc chậu ạ. À, và khi ship đi á, cô chú anh chị nhận được là mấy là lá nó hơi vàng, cô chú anh chị chịu khó lặt ra giúp em nha, để trong mát tưới 2 ngày 2 đêm ra nắng, cây sống khỏe bình thường ạ. À, mã số, mã số 12 trăng vàng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 30, tổng tàng em đo như vậy được 37. Và em đo tại vị trí này là được hơn 15, đường kính bầu là 28, mã số 12 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 500 ạ. À, chậu này chậu nhựa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng được cây mà cây nào á, à, có xem thêm hình ảnh nè, kết bạn Zalo với em gửi thêm cho, gửi hình ảnh bổ sung thêm cho cô chú anh chị. B, à, mã số 13 cũng trang vàng dáng bay ạ. À, chiều cao là 29, tổng tàng em đo như vậy là được 56, tán ngang là 37. Em đo tại vị trí này là hơn 19, đường kính bầu là 24, mã số 13 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,4 triệu ship chậu. À, bao sóng bao ship toàn quốc. Dì quế 14 là nhiệt quế nha cô chú anh chị, nhiệt quế lá sắn bông chùm. Chiều cao là 28, tổng tàng là 39, bông màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị. Chỗ này nó có vết cắt nha, em đã xử lý chất keo rồi, bên đây cũng có một vết cắt nữa nè. Đây, đã liền thẹo hết rồi nha, có một vết là em đang xử lý. Và em đo tại vị trí này là được 30, đường kính bầu là 40, mã 14 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,5 triệu gốc chậu. À, số 15 cũng là nhật quế lá sắn bông chùm luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45, tổng tàng em đo như gì được 48, cây này đang cho bông nha cô chú anh chị. Và em đo tại vị trí này là được 32, đường kính bầu là 37, mã số 15 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,5 triệu gốc chậu. À, chậu nào chạy xi măng mình ship đi nó dễ bị dở lắm nha cô chú anh chị. Mã 16 nhiệt quế luôn ạ. À, chiều cao là 36, tổng tàng em đo như gì là được 48, em đo tại vị trí này được 22,
Và ở đây là được 31. Đường kính bầu là 31 ạ. Mã số 16 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3 triệu 2 gốc chậu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Mã số 17 Mai Chiến Thủy ạ. Cái này có dáng đổ nha. Này mình để bàn làm việc được nè cô chú anh chị. Uống theo dạng bonsai nè. Chiều cao là 18. Tổng tàng bay của nó là 28. Cây rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Mình mua để bàn làm việc nha. Bông nó nở màu trắng rất là thơm à. Này rất là nhỏ, nó bự hơn ngón tay cái à. Em đo gì là được 9 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 12. Mã số 17 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu mốt. Ship chậu à. Mã số 18 Mai Chiến Thủy lùa mini đá bàn nha cô chú anh chị. Cây đá thần chậu nha. Chiều cao là 20. Tổng tàng em đo như gì được 34. Em đo tại vị trí này là được hơn 17. Đường kính bầu là 14. Mã số 18 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 700 ship chậu ạ. À. Số 19. Chiều cao là 23. Tổng tàng âm đo như gì được 37. Em đo tại vị trí này là hơn 18. Đường kính bầu là 13. Mã số 19 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 ạ. À. Để em nghiêng cho cô chú thấy anh chị thấy dàn xương cốt nha. Cây đá thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Mã số 19 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 ạ. À. Mã số 20 cũng là Mai Trắng Thủy luôn ạ. À. Chiều cao là 26. Tổng tàng em đo như gì được 29 ạ. À. Em đo tại vị trí này là được 14. Đường kính bầu là 20, mã 20 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 900 ạ. À. Không chậu nha cô chú anh chị, tại cái chậu đó ở dưới nó bị vỡ rồi. Này không chậu rồi hả? Mã số 21. Chiều cao là 30. Tổng tàng em đo như gì được 31. Em đo tại vị trí này là hơn 15. Đường kính bầu là 24, mã số 21 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi ship chậu ạ. À. Rồi mã số 22 là ổi xa lị ạ. À. Chiều cao là 47. Tổng tàng anh đo như gì được 52. Cái thân nó bự hơn ngón giò cái à nha cô chú anh chị. Mã số 22 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 500 gốc chậu ạ. À.
Mã số 23 cũng là ổi xa lị luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó cho trái nè cô chú anh chị ơi. Ổi xa lị ruột trắng. Chiều cao là 52. Tổng tàng em đo như vậy là được 69. Và cây này nó đang cho trái nha cô chú anh chị. Cây kia nó cũng cho trái một đợt trái rồi ạ. Em đo tại vị trí này là được 11 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 26. Mã số 23 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 không chậu. Cái chậu này nó bị dở rồi nha cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 nè. Cũng là số để kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. Mã số 24 là cây gừa miền Tây nha cô chú anh chị, trồng trong tiểu cảnh nè. Trời ơi, cái này đó là sao trời. Chiều cao là 14. Tổng tàng em đo như gì là được 30. Thân nó co lắc rất là quái nha cô chú anh chị. Cái chỗ này, cái cục bú này em đo luôn cục bú này nha cô chú anh chị. Là được 19. Đường kính bầu là 14. Mã số 24 ship tới nơi cho cô chú anh chị 1,1 triệu. Ship luôn tiểu cảnh nha cô chú anh chị. Số 25 là một cây da nhật. Cây da nhật ghim nha cô chú anh chị. Nó như một con nhím nha. Chiều cao là 61. Tổng tàng là 54. Dòm cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được hơn 20. Tổng dưới đây hết là em đo được hơn 45. Đường kính bầu 33. Mã số 25 ship tới nơi cô chú anh chị là 4,8 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Mai chi thủy da xanh. Mã số 26. Mai chi thủy da xanh. Bông màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 6, em đo như vậy là được 61. Tổng tàng em đo như vậy được 57. Nó liền bể, nó có 5 thân nha cô chú anh chị. Em đo một thân đại diện là được 22. Tổng hết 5 thân là được 71. Đường kính bầu là 46. Mã số 26 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,6 triệu gốc chậu. Này, mai chiến cụm gừng mai chiến thủy nha cô chú anh chị. Cái này nó liền bệ luôn á. Rất đẹp cô chú anh chị ơi, mã số 27.
Chiều cao em đo như vậy là được 52. Tổng tàng em đo như vậy được 56. Tán ngang là 47. Em đo tổng hết luôn là được 72 nha cô chú anh chị. Mã số 27 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4 triệu hút chậu ạ, bao sóng bao ship toàn quốc. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Chú Ba ơi. Tám là một cây mận nha cô chú anh chị. Mận An Phước có trái rồi, có một đợt trái rồi nha cô chú anh chị. Nó như một con thằng lằn nằm vậy đó nha cô chú anh chị, hình thú. Cao dữ trời. Chiều cao là 110 á. Tổng tàng em đo như gì là được 87. Bữa nay làm gì đục chét lắm. Ở đó, ở cây có mấy mặt cắt nha cô chú anh chị, đã xử lý và chắc keo nè. Em đã xử lý hết rồi nha. Không mục nữa ha. Không mục nữa, ở đây cũng đã xử lý rồi luôn nè cô chú anh chị. Thầy đang kéo ha. Dạ, đây nó nè. Em đo tại vị trí này là được 30. Chiều dài con thú là 46 nha. Mã số 28 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 5 triệu 3 nha cô chú anh chị, bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Hết đó anh. Mã số 29 là mã số cuối clip của em là một cây bồ đề. Chiều cao là 112. Tổng tàng em đo gì là 104. Cây này có mấy chỗ vết cắt nha cô chú anh chị, đã xử lý chắc keo rồi nha, không còn mục nữa nha cô chú anh chị. Đây. Em đã xử lý hết rồi đó. Em đo tại vị trí này được 76 nha cô chú anh chị. Em đo tổng dưới đây là được 134. Mã số 29 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 6 triệu không chậu nha cô chú anh chị. Và mã số 29 cũng là mã để cuối clip của em nha cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.